Xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay tôi đang có mặt tại một sự kiện đặc biệt của Mitsubishi Việt Nam. Trước mắt chúng ta đó là chiếc Pajero Sport phiên bản mới năm 2020, có rất nhiều điểm mới và được bổ sung thêm rất nhiều công nghệ tiên tiến, hiện đại. Mức giá của chiếc xe này rất cạnh tranh so với các đối thủ khác trong phân khúc SUV cỡ trung tại Việt Nam hiện nay. Với mức giá như thế và với những trang bị tiên tiến, hiện đại được bổ sung thêm, chiếc xe này có thực sự hấp dẫn hay không? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong chương trình ngày hôm nay. Điều đầu tiên mà chúng ta có thể cảm nhận thấy khi mà đứng trước Pajero Sport 2020 đó là thiết kế đã thay đổi hoàn toàn từ đầu xe đến đuôi xe. Ngôn ngữ thiết kế Dynamic Sail thế hệ mới, tức là thế hệ thứ hai, trông vuông vức hơn và vạm vỡ hơn. Những cái chi tiết thay đổi phần đầu xe phải kể đến đó là mặt ca lăng và phần cản trước, và đặc biệt đó là đèn chiếu sáng công nghệ bi LED tích hợp giải đèn LED chiếu sáng ban ngày. Bên dưới là một yếu tố cực kỳ mới. Đây, quý vị có thể nhìn thấy, đây chính là cụm đèn hoàn toàn mới ở phiên bản mới này. Trên cùng là đèn xi nhan, ở giữa là đèn chiếu góc. Đèn chiếu góc này sẽ sáng lên khi mà chúng ta đánh lái với góc lái là trên 100 độ. Và dưới cùng là đèn gầm. Nhìn trông nổi bật và hấp dẫn hơn hẳn so với phiên bản trước đó. Hệ thống đèn chiếu sáng này còn có chức năng tự cân bằng góc chiếu, đồng thời có chức năng rửa đèn. Phần cản trước cũng thay đổi hoàn toàn so với bản tiền nhiệm, quý vị có thể nhìn thấy trông vuông vức, góc cạnh và thể thao hơn. Ngoài ra, trên chiếc xe mà chúng tôi review ngày hôm nay thì còn có một số những chi tiết mới, ví dụ như là phần ốp cản trước, ốp cua lốp và ốp cản sau. Ngoài ra, một số trang bị không thể thiếu nữa ở phần đầu xe đó chính là các cảm biến và có cả camera nằm trong tổng thể camera 360 độ. Trên chiếc xe Pajero Sport phiên bản 2020 này thì logo cũng là một chi tiết rất đặc biệt. Ở đằng sau logo là cụm radar bước sóng ngắn, và cụm radar này nằm trong gói công nghệ hỗ trợ an toàn Mitsubishi E-Assist. Khi mà lái xe trên đường, công nghệ an toàn này sẽ cảnh báo va chạm phía trước, đồng thời hỗ trợ phanh tự động. Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, có chức năng cảnh báo điểm mù, đồng thời tích hợp cả camera nằm trong tổng thể camera 360 độ. Pajero Sport 2020 vẫn sử dụng la răng là 18 inch, tuy nhiên thiết kế của la răng đã hoàn toàn mới. Đi cùng với cỡ lốp là 265/60R18 và lốp béo, hứa hẹn sẽ cho cảm giác êm ái khi mà di chuyển trên địa hình xấu. Tất cả các kính cửa sổ của xe đều là kính điều khiển điện và một chạm. Ngoài ra, hai ô kính ở hai hàng ghế sau sử dụng kính tối màu, vừa tạo không gian riêng tư, vừa tạo cảm giác sang trọng hơn. Về hệ thống treo thì Pajero Sport 2020 cũng như phiên bản trước đó sử dụng hệ thống treo trước kiểu độc lập thay đòn kép và phía sau kiểu phụ thuộc đa liên kết, và cả phía trước phía sau đều sử dụng thanh cân bằng. Cả phanh trước lẫn phanh sau đều sử dụng phanh đĩa. Ở phía sau xe có rất nhiều yếu tố thay đổi. Đầu tiên phải kể đến đó là đèn hậu vuốt ngắn hơn và có những họa tiết thay đổi tạo cảm giác cân đối hơn. Tiếp đó là phần cản sau. Cản sau được thiết kế nhô ra ngoài tạo cảm giác khỏe hơn, đồng thời là cũng giữ đúng chức năng của nó, đó là bảo vệ đuôi xe được tốt hơn. Các chi tiết phải kể đến ở phần đuôi xe đó chính là anten kiểu vây cá mập và cánh lướt gió. Đây là trang bị nguyên bản theo xe. Các chi tiết khác còn phải kể đến đó là các cảm biến đỗ xe và camera nằm trong tổng thể camera 360 độ. Một nét mới trên Pajero Sport 2020 đó chính là mở cốp rảnh tay. Tuy nhiên, mở cốp rảnh tay trên Pajero Sport cũng khác hẳn so với các dòng xe khác trên thị trường Việt Nam hiện nay. Các dòng xe khác thì bố trí là chúng ta đá chân vào bệ chính giữa, nhưng mà Pajero Sport thì lại bố trí cảm biến ra hai bên và đá chân ở hai bên. Đó, như vậy là rất thuận tiện khi mà chúng ta đỗ xe ở trong những khu vực chật hẹp, trong bãi đỗ, các tầng hầm để xe đông đúc vân vân, thì chúng ta chỉ việc đứng bên cạnh tại góc ở phía cản sau và chúng ta đá chân, rất thuận tiện. Ngoài một số những tính năng mà chúng ta vừa mới đề cập thì Mitsubishi Pajero Sport 2020 còn có rất nhiều những tính năng khác mà cho phép chúng ta điều khiển chiếc xe thông qua điện thoại smartphone hoặc là đồng hồ Apple Watch. Và bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi trải nghiệm một số những tính năng này. Để sử dụng tính năng này, đầu tiên chúng ta cần tải phần mềm và cài đặt vào máy. Và hệ thống phần mềm này sẽ tương tác với xe qua Bluetooth. Đầu tiên đó chính là đóng mở cốp và hẹn giờ mở cốp. Chức năng thứ hai đó là khóa cửa xe từ xa. Chức năng thứ ba đó là tìm kiếm xe trong bãi đỗ. Chức năng thứ tư đó là hiển thị một số những thông tin về tiêu hao nhiên liệu. Đó, quý vị có thể thấy là hiện tại là do chúng tôi đứng im và nổ máy cho nên là mức tiêu hao nhiên liệu hơi cao so với thực tế. Nếu như thực tế di chuyển thì có lẽ là cái mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ thực tế hơn và chuẩn hơn.
Và chức năng cuối cùng đó là cảnh báo một số những chức năng an toàn xe, ví dụ như là khi mà chúng ta quên lên xuống kính hoặc là quên tắt đèn thì hệ thống này cũng sẽ cảnh báo trên màn hình điện thoại của chúng ta. Ngoài ra, một số chức năng của xe cũng có thể điều khiển thông qua đồng hồ thông minh Apple Watch, ví dụ như là đóng hoặc là mở cốp, bật đèn phía trước, khóa cửa hoặc là tắt đèn hazard. Ngoài ra, cũng thông qua đồng hồ Apple Watch thì chúng ta có thể cài đặt một số những cái chức năng mà điều khiển xe bằng cử chỉ, ví dụ chúng ta có thể vẩy tay để mở khoang hành lý. Trong lần ra mắt này thì Pajero Sport chỉ có một phiên bản động cơ, đó là động cơ diesel Mivec 2.4L. Thông số về công suất cũng như mô men xoắn quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình. Đi cùng với động cơ này là một số tự động 8 cấp, hệ thống dẫn động 2 cầu Super Select phiên bản 2. Ngoài ra, khi mà quan sát kỹ động cơ, chúng ta có thể thấy là thân động cơ được làm hoàn toàn bằng nhôm, giúp giảm trọng lượng của động cơ tới khoảng gần 30 kg. Điều này giúp cho quá trình phân bổ trọng lượng giữa đằng trước và đằng sau được cân bằng hơn, tối ưu khả năng vận hành trong mọi điều kiện. Bên trong khoang cabin có khá nhiều thay đổi so với trước đó. Đầu tiên đó là chất liệu, thì ghế vẫn sử dụng là chất liệu ghế da. Tuy nhiên, táp lô và táp bi cửa là chất liệu nhựa cứng. Trên vô lăng cũng có khá nhiều sự thay đổi, vô lăng bọc da và tích hợp lễ chuyển số thể thao. Bên trái là cụm nút bấm điều khiển màn hình giao diện của bảng đồng hồ. Ở đây chúng ta có tới 3 cái lựa chọn cái giao diện bảng đồng hồ. Bên dưới là cụm nút bấm điều khiển hệ thống giải trí. Và bên phải đây chính là nét mới của Pajero Sport, cụm nút bấm nằm trong hệ thống Mitsubishi eAssist. Ở đây là hệ thống điều khiển hành trình chủ động thích ứng, và bên dưới là nút bấm điều chỉnh khoảng cách với xe phía trước. Và nếu như trong trường hợp mà xe phía trước đi chậm lại hoặc là dừng thì xe này cũng sẽ điều chỉnh khoảng cách để giữ an toàn với xe phía trước. Và bên dưới là cụm nút bấm quen thuộc, đó là đàm thoại rảnh tay. Cả ghế lái và ghế hành khách phía trước đều chỉnh điện 8 hướng. Trung tâm táp lô là màn hình giải trí kích cỡ là 8 inch và màn hình này cũng tích hợp chức năng từ hệ thống camera 360 độ và nút bấm điều khiển hệ thống camera cũng có thể nằm ngay bên ngón tay phải của chúng ta, rất thuận tiện trong quá trình di chuyển. Khi mà chúng ta di chuyển vào không gian chật hẹp mà không cần bật xi nhan, chúng ta chỉ cần bấm một cái nút này. Và có 3 chế độ quan sát khác nhau, trong đó có những chế độ quan sát tới cả cất bánh xe. Bên dưới là hệ thống điều khiển điều hòa tự động hai vùng độc lập và có cả chức năng là làm sạch không khí. Ngay bên dưới đó là một cái cổng sạc 12V và hai cổng sạc USB. Và bên cạnh đó chúng ta có thể thấy một cái nút bấm, đó là hệ thống điều khiển khóa vi sai cầu sau. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy đó là hệ thống phanh dừng điện tử. Tuy nhiên, phanh dừng điện tử này là hệ thống hoàn toàn tự động, tức là khi mà chúng ta dừng xe chuyển cần số về P thì phanh dừng sẽ tự động kích hoạt, và khi mà chúng ta chuyển cần số về D thì phanh dừng cũng tự động nhả ra, rất tiện lợi và chúng ta không bao giờ quên. Ngoài ra còn có hệ thống giữ phanh tự động Auto Hold. Bên cạnh đó là nút bấm để lựa chọn chế độ di chuyển trên đường địa hình và hệ thống kiểm soát khi mà đổ đèo. Ngoài ra, ở vị trí này đó chính là một cái núm xoay, và đây chính là một cái trang bị khá là vượt trội của Mitsubishi so với nhiều dòng xe SUV khác trên thị trường Việt Nam hiện nay, đó chính là núm xoay điều chỉnh chế độ vận hành. Ở đây chúng ta có chế độ là 2H, có nghĩa là một cầu tốc độ cao, 4H là hai cầu tốc độ cao, và khi mà chúng ta chuyển từ 2H đến 4H thì không cần dừng xe, chúng ta có thể chuyển khi mà xe vừa di chuyển với tốc độ lên tới 100 km/h. Tiếp đó là chức năng 4HLC, có nghĩa là chức năng di chuyển với hệ thống dẫn động hai cầu nhưng có khóa VCI trung tâm. Tiếp đó là 4LLC, tức là tốc độ chậm với khóa VCI trung tâm. Ngoài ra, như lúc nãy chúng tôi đã đề cập, đó là chức năng khóa VCI cầu sau. Đây chính là những cái tính năng cực kỳ hữu dụng khi mà chúng ta di chuyển trên đường off-road, giúp hạn chế trơn trượt. Có một điểm khác biệt ở trên chiếc xe này chính là chế độ 4H. Chúng tôi muốn nhấn mạnh cái chế độ này. Quý vị hãy hình dung là với một cái dòng xe hai cầu có hệ thống dẫn động bán thời gian thông thường, thì khi mà di chuyển với hệ thống dẫn động hai cầu mà chúng ta ôm cua thì bánh trước và bánh sau, tức là bánh xe trên cầu trước và cầu sau, thường quay với tốc độ khác nhau. Nhưng trên hệ thống này, tức là hệ thống Super Select thế hệ thứ hai, chế độ 4H cho phép biến thiên tỷ lệ lực kéo giữa cầu trước và cầu sau, tối ưu cái độ bám đường trong mọi điều kiện vận hành, đồng thời là an toàn hơn khi ôm cua. Các tiện ích nhỏ khác phải kể đến đó chính là cửa sổ trời điều khiển điện, gương chiếu hậu chống chói tự động, gạt mưa tự động và đèn chiếu sáng tự động. Hiện tại tôi đang ngồi hàng ghế thứ hai và không gian hàng ghế thứ hai cũng rất rộng. Các điểm mới hàng ghế thứ hai phải kể đến đó chính là có hai cổng sạc USB ở vị trí này, và thậm chí là có cả một cái cổng sạc 220V 150W, rất tiện ích khi mà chúng ta di chuyển trên đường mà vẫn có thể làm việc được bình thường. Ở đây có thể sạc được máy tính hoặc là máy in chẳng hạn. Các tiện ích ở hàng ghế thứ hai phải kể đến đó chính là cửa gió điều hòa riêng, các hộc chứa đồ đủ dùng,
Và đặc biệt là lưng của hàng ghế thứ hai có thể điều chỉnh độ ngả rất lớn, có thể nói là lớn nhất trong phân khúc này. Đó, với cách điều chỉnh độ ngả này thì chúng ta có một cái cảm giác rất thoải mái khi mà đi đường xa. Hiện tại tôi đang ngồi hàng ghế thứ ba thì quý vị có thể thấy không gian hàng ghế thứ ba rất rộng. Đặc biệt là khi mà lưng ghế có thể ngả ra một chút nữa thì không gian hàng ghế thứ ba còn rộng nữa và tạo cảm giác thoải mái hơn nữa. Đó, và đây là cái vị trí và lưng hàng ghế thứ ba đã ngả ra rồi. Rất rộng, rất thoải mái. Các tiện ích của hàng ghế thứ ba phải kể đến đó là cửa gió điều hòa riêng. Ngoài ra ở đây còn có một cổng sạc 12V và các hộc đựng chai nước. Sàn để chân của hàng ghế thứ ba cũng rất phẳng chứ không bị vướng víu như một số dòng xe khác. Và đặc biệt là người ngồi hàng ghế thứ ba có thể tự ra vào dễ dàng bằng cách lật lưng hàng ghế thứ hai lên. Vâng, chúng ta vừa mới cùng nhau khám phá rất nhiều những tính năng thú vị trên chiếc xe Pajero Sport 2020. Bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi trải nghiệm một hành trình ngắn xem chiếc xe này nó vận hành ra sao. Vâng, và bây giờ là trong không gian giới hạn có những cái xa hình để giúp chúng tôi trải nghiệm những cái tính năng khác nhau của chiếc xe Pajero Sport 2020. Và bài thử đầu tiên đó là thử khả năng tăng tốc để xem chiếc xe này tăng tốc thế nào, đồng thời cảm nhận cái độ mượt mà của hộp số trong quá trình chuyển số. Vâng, trong một không gian hạn hẹp thì chúng ta có thể thấy là cái khả năng tăng tốc của Pajero Sport phiên bản máy diesel 2.4 này cũng khá tốt và hộp số chuyển số rất nhanh. Và bây giờ đến một cái bài thử tiếp theo, đó là thử bán kính vòng quay tối thiểu của chiếc xe này. Theo thông tin chính thức thì Pajero Sport 2020 có bán kính vòng quay tối thiểu là 5,6m, có nghĩa là tốt nhất trong cái phân khúc SUV cỡ trung tại Việt Nam hiện nay. Với cái bán kính vòng quay nhỏ như vậy sẽ thoải mái hơn và tiện lợi hơn rất nhiều khi mà chúng ta di chuyển mà muốn quay đầu trên phố. Với số vòng quay vô lăng từ khóa trái sang khóa phải là 3,6 vòng, như vậy là khi mà chúng ta quay đầu thì tay của người lái vẫn phải làm việc hơi nhiều. Và bây giờ đến một cái bài thử tiếp theo, đó chính là thử độ bám trên đường trơn trượt. Thì tôi sẽ thử tăng tốc trong điều kiện là đang dẫn động một cầu và dẫn động cầu sau. Động cơ gầm lên nhưng mà xe gần như là di chuyển rất là chậm chạp bởi vì đơn giản là bánh sau bị trượt. Bây giờ là tăng tốc trên đường trơn trượt với chế độ dẫn động hai cầu. Xe tăng tốc tốt hơn hẳn, độ trượt rất ít. Bây giờ là đến một bài thử vô cùng quan trọng, đó chính là khóa vít sai cầu sau. Khóa vít sai cầu sau là một chi tiết cực kỳ quan trọng khi mà di chuyển trên địa hình off-road, đặc biệt là trên những xe mà thi đấu off-road chuyên nghiệp. Và bây giờ khi mà ba bánh mất độ bám và chỉ có một bánh là còn độ bám, chúng tôi sẽ thử nghiệm cho quý vị thấy là cho dù chúng ta có đạp ga sát sàn, động cơ gầm lên, nhưng chiếc xe vẫn không thể thoát khỏi chướng ngại vật bởi vì đơn giản là ba bánh xe bị mất độ bám. Chúng ta hãy quan sát. Đó, động cơ chỉ gầm lên thôi mà chiếc xe không thể tiến lên được. Đó chính là một hệ thống dẫn động thông thường, tức là không có khóa vi sai. Và bây giờ trên chiếc xe này, chúng tôi sẽ chuyển về hệ thống dẫn động hai cầu có khóa vi sai. Đồng thời bây giờ tôi sẽ bật khóa vi sai cầu sau. Và công việc của tôi bây giờ chỉ đơn giản là nhẹ nhàng nhấn vào bàn đạp ga. Xin được chú thích rằng trong trường hợp này chỉ có một bánh là còn độ bám, còn ba bánh là không có độ bám. Chỉ cần nhẹ nhàng chân ga, chiếc xe sẽ thoát khỏi chướng ngại vật. Đó, rất dễ dàng. Thực sự khóa vít sai nó là một cái chi tiết không thể thiếu, cực kỳ quan trọng, đặc biệt quan trọng trên bất kỳ một chiếc xe off-road nào. Và ngay khi thoát khỏi chướng ngại vật, ra cái địa hình mà có độ bám bình thường, chúng ta hãy tắt khóa vít sai đi để hệ thống vít sai làm việc bình thường. Nếu không, để khóa vít sai trong điều kiện mặt đường tốt thì sẽ hỏng hộp số. Và bây giờ đó là bài thử nghiệm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ACC, tức là cài đặt tốc độ và duy trì khoảng cách với xe phía trước. Điều đặc biệt là chỗ Mitsubishi Pajero Sport 2020 cho phép chúng ta có thể bám theo xe phía trước với tốc độ cực thấp. Thậm chí là ngay từ khi tốc độ 10 km/h là chúng ta đã có thể set hệ thống này. Và khi mà xe phía trước dừng lại thì thậm chí là xe này cũng có thể dừng lại theo để bám tốc độ, để giữ khoảng cách và tránh va chạm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử nghiệm tính năng này. Đó, ngay khi mà di chuyển với tốc độ trên 10 km/h là chúng ta đã có thể kích hoạt chức năng. Tôi không hề đạp phanh.
Đây quý vị có thể nhìn thấy, không hề đạp phanh. Xe phía trước giảm tốc độ và xe này cũng giảm tốc độ theo. Xe phía trước tăng tốc, xe này cũng tăng tốc theo. Và trên nút bấm trên vô lăng, chúng tôi có thể điều chỉnh khoảng cách với xe phía trước. 3 vạch là khoảng cách xa, 2 vạch là khoảng cách trung bình và 1 vạch là khoảng cách rất gần. Xe phía trước gần như dừng hẳn. Dừng hẳn. Và xe này cũng dừng hẳn theo. Tuy nhiên chúng ta chú ý là khi mà xe phía trước dừng quá 1,5 giây thì hệ thống sẽ tự động tắt và chúng ta phải đạp vào chân phanh. Nếu như chúng ta muốn di chuyển tiếp thì chúng ta lại phải đạp vào chân ga. Và bây giờ đó là bài thử nghiệm hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe. Chúng ta hãy hình dung là khi mà chúng ta đỗ ở trong một cái bãi đỗ hoặc là một cái khu vực chật hẹp và chúng ta định lùi xe, tức là trong nhiều trường hợp là chúng ta không thể quan sát được là ở phía sau có những cái vật cản gì hoặc là có những cái phương tiện gì chuẩn bị cắt ngang qua đuôi xe của chúng ta. Trong trường hợp đó, hệ thống cảm biến sẽ hoạt động. Ngay khi cài số lùi, nếu như có phương tiện cắt ngang ở phía sau xe thì hệ thống sẽ cảnh báo. Đó, attention rear cross, đó, tức là ngay sau khi cài số lùi mà có phương tiện cắt ngang thì hệ thống sẽ cảnh báo ngay lập tức. Như vậy là an toàn hơn rất nhiều khi mà chúng ta lùi xe. Và bây giờ là chúng tôi thử nghiệm cái tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đây vốn là cái tính năng mà đã khá quen thuộc trên nhiều dòng xe rồi. Khi mà lên dốc mà giả sử như có chướng ngại vật chúng ta phải dừng lại thì hệ thống phanh sẽ tự động giữ phanh trong khoảng 3 giây đủ để chúng ta chuyển từ bàn đạp phanh sang bàn đạp ga. Đó, và bây giờ tôi đang dừng ở lưng chừng dốc. Dốc rất gắt, rất cao. Và bây giờ nếu giả sử mà chúng ta muốn đi tiếp, nếu như mà không có hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc mà chúng ta chuyển chân thì xe có thể sẽ bị tụt lại về phía sau. Và bây giờ hệ thống phanh sẽ tự động giữ trong khoảng 3 giây để đủ thời gian cho chúng ta chuyển sang bàn đạp ga. Và bây giờ đó là hệ thống kiểm soát đổ đèo hay là hệ thống hỗ trợ xuống dốc. Nếu như giả sử chúng ta không muốn phải làm gì cả thì chỉ việc kích hoạt chế độ hỗ trợ đổ đèo, đồng hồ đèn sẽ hiện lên trên bảng đồng hồ và khi đó chúng ta chỉ việc buông chân phanh, xe sẽ tự động đổ dốc một cách an toàn với tốc độ rất chậm mà chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được. Bây giờ tôi sẽ buông chân phanh. Đây, quý vị có thể nhìn thấy tôi buông hoàn toàn chân phanh. Đó, xe di chuyển với tốc độ 2 cây số/giờ. Chỉ 2 cây số/giờ, rất an toàn. Đó. Và bây giờ chúng ta sử dụng chức năng camera 360 độ để có thể lùi xe. Hiện tại thì ở phía sau là một cái chuồng để đỗ xe song song. Với những người mà mới lái hoặc là những người mà chưa tự tin vào tay lái của mình thì chúng ta có thể sử dụng tính năng này để đỗ xe trong không gian chật hẹp, tăng độ an toàn và phòng tránh những cái va chạm đáng tiếc. Đó, với hệ thống quan sát camera 360 độ thì chúng ta có thể đỗ vào một cái khu vực rất chật hẹp, an toàn mà không phải lo lắng gì cả. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn quan sát xem là bánh xe đã có thể phù hợp với cái vỉa hè hay chưa thì chúng ta lại bật camera 360 độ một lần nữa. Nhấn vào cái nút biểu tượng camera đây. Đó, chúng ta có thể quan sát thấy là bánh xe ở cái vị trí gần sát vỉa hè rồi, như vậy là yên tâm rồi. Và bây giờ đó là thử nghiệm tính năng phòng tránh tăng tốc ngoài ý muốn. Quý vị hãy hình dung là trong trường hợp mà chúng ta dừng đèn đỏ và chúng ta bị nhầm chân ga thì hệ thống sẽ tự động kích hoạt và ngắt động cơ. Và xe gần như không di chuyển trong trường hợp mà chúng ta nhầm chân ga. Bây giờ tôi sẽ thử ví dụ phía trước là một cái chướng ngại vật. Bây giờ tôi sẽ để ở số D. Số D. Và bây giờ tôi nhấn ga sát sàn. Quý vị hãy quan sát. Đó, quý vị có thể thấy mặc dù nhấn ga sát sàn nhưng động cơ đã bị ngắt. Như vậy là rất an toàn và phòng tránh những cái trường hợp mà chúng ta có thể nhầm chân ga. Vâng, và bây giờ đến một cái bài thử nghiệm cũng khá quan trọng với một chiếc xe SUV cỡ trung. Thì thông thường quý vị có thể thấy là các dòng xe SUV gầm cao, biên độ giảm xóc lớn, khi mà chúng ta ôm cua thì nó có thể gây ra hiện tượng là chao đảo hoặc thậm chí là mất cân bằng. Và bây giờ chúng tôi sẽ thử cái tính năng này xem là cái xe Mitsubishi Pajero Sport 2020 độ cân bằng ra sao khi mà đánh lái ôm cua liên tục
đảo chiều liên tục qua những cái chướng ngại vật kia. Thật tuyệt vời, trong những cái phao ôm cua rất gắt với tốc độ cao thì hệ thống cân bằng điện tử can thiệp rất nhạy bén, rất hiệu quả, và đặc biệt hệ thống treo làm việc rất cân bằng. Tôi cảm thấy rất tự tin khi mà đi qua những cái khúc cua gắt như vậy. Như vậy là chúng tôi vừa hoàn thành một chương trình lái thử rất ngắn chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport 2020. Với tất cả những gì hội tụ thì Pajero Sport 2020 hấp dẫn hơn rất nhiều so với phiên bản trước đó. Và quý vị đánh giá sao về chiếc xe này, về những cái tính năng công nghệ hoàn toàn mới trên chiếc xe này, xin hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tiếp Ca. Quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh và rung chuông để không bỏ lỡ bất cứ video mới nào của chúng tôi trong tương lai. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.